Toàn chức pháp sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong, được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu donate cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 99 Sau khi vào cho cái tên cặn bã kia bay màu. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết đi đến một khu dân cư, họ muốn họ hỏi gia đình nạn nhân thứ bảy. Nếu đây cũng chỉ là một người chết do ham muốn bơi lội, Mạc Phàm cảm thấy tha đi về khách sạn còn hơn. Đi đến ngôi nhà của nạn nhân thứ bảy, Mạc Phàm đột nhiên ngửi thấy có một mùi tanh tử khó chịu, Mục Ninh Tuyết cũng ngửi không được, lập tức che mũi đi. Có ai không? Mùi thối của nhà các người bay ra tới ngoài đường luôn rồi nè, Mạc Phàm đi vào, đẩy ra cái cửa gỗ nhỏ. Ở bên trong cũng không có bất kỳ ai trả lời, Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết không khỏi liếc mắt nhìn nhau, Mạc Phàm nhanh chân hơn một chút, nhanh chóng bước vào khuôn viên trước nhà. Các ngươi làm gì vậy, khốn nạn, lại dám xông vào nhà của ta. Bỗng nhiên, từ phía sau truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết quay đầu lại, phát hiện chính là Pháp Sư Thủy Hệ vừa nãy, chính xác mà nó là tên dâm tặc vừa nãy. Đây là nhà của anh sao? Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết có chút giở khóc dở cười, thế giới này thật sự là rất nhỏ bé. Nói nhảm, cho dù ta có nhìn bạn gái của ngươi một chút, ngươi cũng không thể thể đến tận nhà ta gây chuyện chứ pháp sư thủy hệ nói tôi không phải là bạn gái của anh ta mục ninh tuyết lập tức giải thích mạc phàm nghe thấy tên kia nói ninh tuyết là bạn gái mình lập tức cảm thấy một trận vừa lòng hà dạ khụ khụ nhà anh có một mùi gì đó rất lạ anh không ngửi thấy sao mạc phàm hỏi pháp sư thủy hệ hít sâu một hơi nhất thời liền muốn nôn khan bởi vì vừa rồi thấy mạc phàm và mục ninh tuyết tới đây hắn đã không để ý đến cỗ mùi hôi này sao lại thối như vậy nhỉ pháp sư thủy hệ nói Ngươi tự hỏi chính mình đi, hình như là nó phát ra từ căn phòng này. Mạc Phàm vừa nói vừa chỉ vào một gian phòng đã khóa chặt. Nô cô, Pháp sư thủy hệ sửng sốt, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn vội vội vàng vàng lục tìm chìa khóa, run rẩy mở cửa căn phòng kia ra. Mạc Phàm cũng vội vàng đi theo, nhưng rất nhanh có một cảnh tượng buồn nôn kinh dị đập vào mắt, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Thanh niên kia cũng choáng váng, ngồi bệt xuống đất, hồn siêu phách lạc. Mục Ninh Tuyết cũng phải quay mặt đi, có chút không dám nhìn cảnh tượng này, trong phòng chỉ có một người, rõ ràng là đã bị thanh niên kia khóa lại, mà nhìn vào thể trạng xác chết, hoàn toàn giống hệt với tình trạng của nịch chú. Pháp sư Thủy Hệ ngồi khóc rất lâu, có thể thấy người tên Nô cô này chính là em trai của hắn. Tình trạng cái chết tương đồng, Mạc Phàm nói với Mục Ninh Tuyết, sau đó quay sang hỏi Pháp sư Thủy Hệ. Vẫn ổn chứ, có thể nói tình hình cụ thể cho chúng ta được không? Pháp sư Thủy Hệ đau đớn gạt nước mắt, sau đó là sụt sùi kể lại cho Mạc Phàm nghe. Tôi tên là Bobby, Noco là em trai của tôi, em ấy rất thích lướt sóng. Lướt sóng. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết liếc nhìn nhau, lại là một người yêu thích thể thao dưới nước, lẽ nào đây lại là điểm chung? Anh hai của tôi đã bị chết đuối tháng trước, tối qua Noco lại cứ một mực đòi ra biển, tôi sợ em ấy sẽ gặp nguy hiểm nên đã một mực ngăn cản. Nhưng em ấy cứ như phát điên mà đánh lại tôi, hết cách nên tôi đành phải trói em ấy ở đây, thật không ngờ được. Đầu tiên là anh trai bị chết đuối, bây giờ ngay cả Noco cũng như vậy, tôi rốt cuộc đã làm sai chuyện gì chứ? Pháp sư thủy hệ bất lực vò đầu bứt tóc, không ngờ lời nguyền chết đuối lại xảy ra hai lần trong một gia đình điều này cũng hơi kỳ lạ rồi nhỉ mạc phàm nói thầm vào tay mục ninh tuyết trước tiên anh đừng nên tự trách bản thân mình anh cũng không thể khống chế được tình hình mà mục ninh tuyết an ủi một câu trước khi chết bọn họ đã đi đâu và làm những gì hai người họ có cùng đi đến một nơi nào không hoặc là cùng làm chuyện gì cùng ăn món gì mạc phàm chăm chú dò hỏi bình thường thường thì tôi hay ở trong hiệp hội ma pháp cũng không rõ là họ đã đi đâu làm gì nhưng trước đây, Noko là một người không dễ nóng này như vậy đâu, Bobby nói. Bobby có vẻ rất thương tâm, nói chuyện cũng đứt quãng, Mạc Phàm cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể chờ cho Bobby bình tĩnh hơn, lúc đó mới có thể phân tích được thông tin hữu dụng. Thật sự là đáng sợ, ngoại trừ tính cách thay đổi, anh còn thấy có điểm nào kỳ lạ nữa không? Mục Ninh Tuyết thấp giọng nói. Cái khác sao, khẩu vị trở nên đặc biệt có được tính không? Bobby nói. Khẩu vị trở nên đặc biệt hơn, Mục Ninh Tuyết nghe như vậy liền sửng sốt, lập tức quay sang nói với Mạc Phàm Mạc Phàm, người nhà của các nạn nhân khác cũng nói y như vậy. Manh mối chi tiết như vậy, phía bên cảnh sát và thợ săn lại không chú ý tới, Mạc Phàm suy tư nói. Hơn nữa bọn họ cũng không béo lên do thèm ăn, điều này cũng rất kỳ lạ, Mục Ninh Tuyết nói thêm. Nếu như lúc đầu Mạc Phàm còn mang theo thái độ làm để nhận thưởng trong vụ này, hiện tại đã tận mắt nhìn thấy điều kinh khủng này, Mạc Phàm đã không thể thản nhiên tự đắc nữa rồi. Tôi đã thông báo cho Linh Linh, chúng ta tốt nhất đừng xê dịch hiện trường, tôi nghĩ ở đây sẽ có manh mối giá trị của nịch chú, Mạc Phàm nói. Chẳng bao lâu sau, Linh Linh đã tới nơi này. Bobby nhìn thấy Linh Linh đi tới đây, vội vàng đứng lên nói. Này cô bé, em đừng tới đó, cảnh tượng rất dọa người đấy. Linh Linh vẫn là đi vào, cặp mặt sáng không giống với độ tuổi của cô bé, chăm chú nhìn hiện trường đầy máu me này. Bobby choáng váng, vô cùng ngạc nhiên nhìn Linh Linh, đến nửa ngày sau cũng không thể khôi phục tinh thần. Trước tiên đừng thông báo cho bên cảnh sát và hiệp hội ma pháp, để tránh làm cản trở việc điều tra, Linh Linh bàn giao một câu yên tâm, anh đã dùng ma pháp không gian hệ để cách ly rồi, mùi thối này sẽ không thể bay ra ngoài được, Mạc Phàm nói. Đúng rồi, tôi sẽ giải phẫu thi thể của anh ta, người nhà hãy chuẩn bị tâm lý trước đi, Linh Linh quay sang nói một câu với bố Bi. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân cái chết, tôi đồng ý cho giải phẫu, bố Bi nói. Đây là cái gì, Linh Linh chỉ vào một ít tạp vật kỳ quái ở thành bể tắm, nghi ngờ nói. Không biết, nhìn qua rất giống một miếng da nhỏ, Mạc Phàm nói. Linh Linh cẩn thận từng ly từng tí, đem những vật kia cất vào trong túi mẫu vật, nhất định phải mang về nghiên cứu một phen có một vài phát hiện mạc phàm anh đưa cái bộ lọc qua đây cho em linh linh nói mạc phàm dựa theo lời linh linh mang tới cho cô bé một cái phễu lọc linh linh lấy máu ở dưới bồn tắm từ từ đổ qua phễu lọc sau khi huyết dịch sền sệt chảy qua khe khở cũng chẳng biết là đã lọc bao nhiêu lúc mạc phàm buồn bực muốn đặt đâu hỏi đột nhiên phát hiện ở trên lớp màng lọc có thứ gì đó đang ngọ nguậy đây là cái gì mạc phàm hỏi vật kia nhìn qua như một cục máu đông, nhưng có chút mềm mại, tự hồ như nếu dùng sức bóp một cái, vật kia liền sẽ bị vỡ ra. Đừng có động vào nó, cái thứ này rất mong manh, chỉ cần rời khỏi khối dịch thể này sẽ rất nhanh chóng tử vong đấy. Mang chút nước tới đây, Linh Linh hất bàn tay tái máy của Mạc Phàm ra, nghiêm túc nói. Nước được mang đến, Linh Linh dùng nước để dội lên sinh vật kia, đem huyết dịch trên đó rửa sạch. Điều kỳ dị là, sau khi rửa sạch huyết dịch đi, sinh vật kia liền trở nên trong suốt, dường như có thể ẩn thân hoàn toàn trong nước lọc từ trước tới nay tôi chưa từng thấy một sinh vật nào như thế này mục ninh tuyết nói đây là sứa ngạc thư bây giờ nó vẫn đang trong thời ấu niên một khi lấy đủ lượng nước làm chất dinh dưỡng thì sẽ nhanh chóng trưởng thành lộ ra bộ mặt thật sự linh linh nói bộ mặt thật sự mạc phàm kinh ngạc hỏi cái này cũng khó nói rõ ràng đại khái sứa ngạc thư đang sợ ở chỗ ấu trùng của chúng có thể tùy ý làm phôi thai của bất cứ hình thái nào đơn giản là khi chúng quấn lấy thứ gì liền có thể chậm rãi trưởng thành sinh vật đó linh linh nói ý của em là, gia hỏa này có thể phát triển thành bất cứ sinh vật nào sao? Mạc Phàm lại thêm lần nữa kinh ngạc. Gần như là vậy, đây cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy cơ thể sống của nó, cuối cùng cũng có thể nghiên cứu một cách đàng hoàng rồi. Linh Linh nói, đôi mắt tròn vo không che giấu được vẻ hưng phấn. Vậy lời nguyền chết đuối rốt cuộc là sao? Mục Ninh Tuyết hỏi. Không phải em đã nói rồi sao? Sứa ngạt à thư có thể trưởng thành thành bất cứ sinh vật nào rồi mà, bao gồm cả con người, Linh Linh đáp. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đều ngây người, kết luận này của Linh Linh, thật sự quá làm người ta sởn tóc gáy rồi. Nói như vậy, em trai của Bobby là sự biến đổi của sứ ngạt thư sao, Mạc Phàm nói. Bobby vừa nghe, liền giận tím mặt nói. Cô nói bậy cái gì thế, em trai và anh trai của tôi, sao có thể do con quái thư này biến thành được? Đây chỉ là suy đoán của tôi, trước tiên vẫn phải làm khảo sát và nghiệm chứng một phen. Nghe nói ở bãi biển gần đây có một bộ xương khổng lồ, Linh Linh nói. Tin tức của em cũng nhanh nhạy thật, Mạc Phàm tán dương, chỉ hy vọng rằng không phải do thứ này gây ra, nếu không, thành phố này đoán chừng sẽ xảy ra chuyện lớn đấy, Linh Linh có chút lo lắng nói. Đại khái là đến đêm khuya, Linh Linh cùng Mạc Phàm, Ninh Tuyết và Bobby đi ra ngoài bờ biển. Trên tay của cô bé mang theo một chiếc hộp nhỏ, trông có vẻ rất chắc chắn. Cô đang làm gì thế? Bobby nhìn thấy Linh Linh mở hộp ra, đem con sứa ngạt thư hoàn toàn thả vào nước biển. Anh nhìn xem, một khi sứa ngạt thư rơi vào nước biển, thì sẽ không thể tìm thấy bóng dáng của nó nữa, Linh Linh nói. Lẽ nào, tất cả những thân thể của nạn nhân đều có loại sứa này, Mạc Phàm lại đặt câu hỏi. Kết thúc video. Các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh Triệu Gia. Chuyện được dịch bởi đặt review. Triệu Gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện. Rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại trên kênh Triệu Gia.